Thưa quý vị và các bạn, do ảnh hưởng của cơn bão số 6, từ ngày 9 đến ngày 11 tháng 11 năm 2019, trên địa bàn huyện đã xảy ra mưa lớn trên diện rộng, gây tình trạng sạt lở đất và ngập úng nhiều diện tích hoa màu trên địa bàn huyện. Theo thống kê của Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện, toàn huyện có khoảng 62 hectare cây trồng các loại như ngô, khoai lang, bí đỏ, cà phê bị ngập úng và có khả năng bị hư hại. Bên cạnh đó, khu vực suối Đắc Nang và đường vào thôn Nam Giao xã Nam Đi tiếp tục bị sạt lở, gây ảnh hưởng một số hộ dân sinh sống xung quanh. Dọc bờ sông Karongno, khu vực cánh đồng Đắc Rền xã Nam Đi và địa phận xã Đức Xuyên cũng bị sạt lở nghiêm trọng với chiều dài khoảng 2.000 mét. Ngoài ra tại km 261 quốc lộ 28 thuộc địa bàn thôn Phú Thuận xã Quảng Phú, thời điểm đêm ngày 10 sáng ngày 11, mực nước dâng cao khoảng 25 cm, gây ngập úng cục bộ trên tuyến đường giao thông và một số hộ dân. Đây là lần đầu khu vực thôn Phú Thuận xảy ra tình trạng ngập úng, gây khó khăn trong vấn đề sinh hoạt của người dân nơi đây. Thì hồi giờ thì nước mưa nó thì hàng cũng, nếu mưa mùa thì nó cũng không ít, nó không có nhiều giống như bây giờ vậy đâu. Mùa mưa, nhưng mà bây giờ nó lại mưa ít, nhưng mà nước lại về là nhiều. Em nghĩ chắc là nước trên đập xả xuống hay là sao, cái nữa mình nước mà bị xuống đột ngột kiểu này đâm ra nó ngập ống. Nếu mà thời gian tới mà nếu mưa thêm rồi thì cái vấn đề ngập hoặc là sinh hoạt của bà con ở đây thế nào anh? Nếu mà mưa thêm nữa thì bà con nếu như mà các cái sinh hoạt với rẫy vườn đồ là chắc có thể là bị thiệt hại nhiều. Để kịp thời nắm bắt tình hình, từ đó có phương án phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu hộ cứu nạn huyện đã tiến hành kiểm tra tình hình sạt lở và thiệt hại cây trồng ở các địa phương, đồng thời tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện, chỉ đạo các ngành, các địa phương thường xuyên kiểm tra, thông báo kịp thời tình hình mưa lũ, giúp người dân chủ động di rời, ứng phó khi có tình huống thiên tai xảy ra, đồng thời chuẩn bị phương tiện lực lượng theo phương châm 4 tại chỗ, duy trì chế độ trực 24/24 giờ, sẵn sàng cứu hộ cứu nạn. Bên cạnh đó, thống kê toàn bộ diện tích cây trồng bị ngập úng, điểm sạt lở, tổ chức cắm biển cảnh cáo nguy hiểm, kịp thời khắc phục sự cố. Đối với các hộ dân sinh sống gần khu vực sạt lở, tuyên truyền vận động người dân chủ động di rời phòng tránh nguy cơ lũ ống, lũ quét. Mặc dù thời điểm này mưa đã ngừng, công ty thủy điện Buôn Cốp điều tiết xả nước ở mức bình thường, tuy nhiên tình hình thời tiết vẫn còn diễn biến phức tạp. Lượng nước từ thượng nguồn đổ về lớn, dễ xảy ra ngập lụt. Ủy ban nhân dân huyện đề nghị các ngành, các địa phương cùng với người dân không được chủ quan lơ là, đồng thời thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết, chủ động triển khai phương án phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn khi có mưa lũ xảy ra, góp phần hạn chế đến mức thấp nhất về người và tài sản cho người dân trên địa bàn huyện.